Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để cập nhật nhiều video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình xin dẫn mọi người dự án Prox DeFi. Để tham gia dự án này, mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Terra yêu cầu nhé. Ok, sau khi vào đây bấm Start cho mình. Rồi sau đấy nhập mã captcha cho mình nhé. 8CX2H 8CX2H. Rồi tiếp theo mọi người sẽ làm các nhiệm vụ tiếp theo nhé. Ở đây mọi người sẽ join vào kênh group và kênh channel Telegram đầu tiên này. Bấm join cho mình. Ok, có thể chat cho mình một từ nhá. Rồi, quay trở lại join vào kênh channel Telegram. Bấm join. Ok. Rồi quay trở lại. Bây giờ mọi người sẽ bấm next cho mình. Rồi. Ở đây mọi người sẽ bấm submit my data. Ok, ở đây bấm don này, join vào kênh Telegram rồi thì bấm don cho mình. Rồi, tiếp theo ở đây mọi người sẽ copy cho mình. Ở đây mọi người sẽ follow Twitter này, like và retweet này, tag ba người bạn này, cộng với cái hashtag này cho mình nhé. Ở đây copy hashtag này cho mình. Ở đây này, hashtag này mà copy cho mình hết nhé. Bấm sao chép cho mình hashtag này. Rồi, sau đấy mọi người sẽ mở Twitter lên. Đầu tiên là mọi người follow kênh Twitter này cho mình. Ở đây mọi người bấm follow Twitter cho mình, theo dõi này. Ok, sau đó quay trở lại Telegram cho mình. Ở đây mọi người sẽ mở cái đây mở cái link tweet này, có chữ link tweet này. Mọi người sẽ mở lên. Rồi, sau đó kéo xuống dưới này. Bấm thả tim cho mình, sau đó retweet này. Mọi người thích dẫn tweet, mọi người tag ba người bạn cho mình. Trước hết là mọi người tag ba người bạn. Tức là gắn thẻ ba người bạn này. Sau đó mọi người sẽ gắn cái hashtag vừa copy cho mình nhé. Đấy, sau đó tweet lại đây. Rồi, bây giờ quay trở lại Twitter, quay trở lại Telegram. Nhập username tài khoản Twitter của mọi người vào đây. Ok, đến nhiệm vụ tiếp theo là retweet lại link, đúng không? Mọi copy cái link retweet này. Bây giờ mọi người trở sang Twitter cho mình. Sau đó bấm phần vào hồ sơ cho mình nhá. Kéo xuống dưới, mọi người sẽ copy cái link, mọi người retweet này, tag ba người bạn này với cả cái hashtag này cho mình. Đây. Bấm sao chép cái link này cho mình. Rồi, sau đó quay trở lại Telegram, mọi người sẽ gửi cái link vào đây. Ok, tiếp theo là nhiệm vụ follow kênh Medium, sau đấy mở copy profile link kênh Medium nhé, gửi vào đây, mở kênh Medium lên. Rồi. Ở đây chỗ này có chữ follow, mày bấm follow cho mình nhé. Ok, bấm follow. Sau đây bấm vào phần ba gạch. Bấm vào phần avatar. Ở đây có username, mọi người bấm vào đây.
Rồi, sau đây bấm vào 3 gạch tiếp tục này. Bấm vào username thì bấm vào 3 gạch tiếp tục này. Bấm vào copy link, rồi, sau đó quay trở lại Telegram. Gửi profile link kênh Medium vào đây. Ok. Địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên VTrust Wallet hoặc ví MetaMask của mọi người nhé. Bấm vào đây sao chép này. Mọi người có thể copy địa chỉ ví ETH cũng được này, hoặc là địa chỉ ví Binance Smart Chain, bấm sao chép địa chỉ ví. Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây là xong nhé. Ok. Sau khi gửi địa chỉ ví thì mọi người sẽ có một link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân kiếm thêm token, bấm vào show action alpha nhé. Đây, với dự án này mọi người sẽ chưa thấy là token nó phân phối như thế nào đây. Đấy, nó chưa thấy nhưng phân phối như mọi người nhé. Nó cũng không biết phân phối kiểu gì. Nói chung là sau này nó phân phối thì nếu như nó phân phối token mình sẽ làm video, hoặc là mình sẽ đây. Mọi người sẽ chia phô giả thưởng là 2500 token block tương đương cả 12.500 USDT nhé, và 2000 người may mắn sẽ nhận được token này nhé. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án Block DeFi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.